Chàng trai trẻ đang nằm trên ghế thì bỗng nhớ lại quá khứ huy hoàng của mình. Trước đây cậu là một người rất ghét đọc sách. Phải nói là suốt quãng thời gian dài đằng đẵng đó cậu không bao giờ đụng vào sách. Việc yêu thích nhất của cậu chính là đá bóng. Mỗi ngày cậu đều chăm chỉ tập luyện. Cậu luôn nuôi ước mơ sớm ngày trở thành Ronaldo phiên bản Hàn Quốc. Ông trời thật biết cách đùa giỡn con nhà người ta. Cậu rất mê bóng bánh nhưng lại chẳng thể phân biệt đâu là lưới nhà đâu là lưới địch. Chính vì vậy cậu liên tiếp mắc phải sai lầm khi phản lưới nhà. Một ngày như bao ngày cậu lang thang trên đường sau trận bóng. Bởi quá tức cái mình nên cậu đã đá quả bóng thật mạnh khiến quả bóng lăn ra giữa đường. Cậu vội chạy ra giữa đường nhặt bóng mà không chú ý dòng người qua lại. Khi cậu suýt bị một chiếc xe tông trúng thì một chị gái đã chạy ra cứu cậu một mạng. Cũng kể từ ngày đó cậu bắt đầu làm chân sai vặt cho chị gái kia. Mỗi ngày cậu đều phải vào viện hầu hạ chị từ A đến Z. Cậu phải đi mua truyện tranh rồi giúp chị đọc chúng. Từ một người xa lạ hai người dần trở thành chị em kết nghĩa. Có lẽ cũng kể từ ngày đó mà tình cảm của cậu bé đối với người chị kết nghĩa của mình bắt đầu sinh sôi nảy nở. Thân là đấng trượng phu, liệu bạn có chấp nhận yêu đương với một người phụ nữ hơn mình nhiều tuổi? Người đó không chỉ lớn tuổi hơn bạn mà còn từng qua một đời chồng và có một cô con gái 12 tuổi. Nam chính của chúng ta đã bỏ ngoài tai mọi định kiến của xã hội bởi anh đã quá thích cô gái này. Thậm chí anh còn từ chối tình cảm của nữ đồng nghiệp xinh đẹp trẻ trung. Có lẽ trên đời này không có người phụ nữ nào bất hạnh hơn Gian Y. Đã 37 tuổi nhưng Gian Y vẫn phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để xin việc. Thế nhưng Gian Y đã xin việc ở rất nhiều nơi nhưng vẫn chưa một công ty nào nhận. Gian Y từng là nhà thiết kế quảng cáo nổi tiếng nhưng sau khoảng thời gian ở nhà nội trợ giờ đây cô đã hết thời. Giờ đây Gian Y đã trở thành một kẻ khố rách áo ôm một xu cũng không dính túi. Cô không nhà không cửa phải ở lại căn nhà hoang do người khác bỏ lại. Trong căn nhà hoang này không điện không nước chứ đừng nói đến đồ nội thất xa hoa. Tới lúc này Gian Y chỉ có thể buồn bã nhớ lại quãng thời gian hạnh phúc. Gian Y từng có một người chồng cao to đẹp trai tên Jong Min và cô con gái bé nhỏ tên Jae-hee. Gian Y và Jong Min đã chung sống với nhau 10 năm có lẽ vậy mà anh lại lén lút có em gái nương tựa sau lưng cô. Mặc cho Gian Y đã không xét nét chuyện này để cô con gái nhỏ có đủ bố đủ mẹ nhưng Jong Min vẫn nhất quyết ly hôn. Cũng vì chuyện này mà Gian Y mới lâm vào cảnh bần hàn như hiện tại. Thậm chí khi Jae-hee gọi điện xin tiền Gian Y cũng chẳng có xu thối nào để cho con gái. Vậy mà ngày hôm sau mái ấm tạm bợ của Gian Y cũng bị người ta dỡ bỏ. Không còn cách nào Gian Y chỉ đành ôm theo đống hành lý ít ỏi rời khỏi đây. Tiếp đó cô vào một nhà vệ sinh công cộng bên đường ngắm vuốt lại bản thân chuẩn bị tới một cuộc phỏng vấn quan trọng. Bởi các cụ nói những người nghèo thì hay xui lắm. Gian Y vừa tháo chiếc giày cao gót để kiểm tra vết thương cũ thì dòng người chen chúc lên xe bus đã đá bay chiếc giày của cô tới nơi xa thật xa. Từng chiếc xe cán qua cán lại cuối cùng chiếc giày của Gian Y biến mất. Sau một hồi ngẫm nghĩ Gian Y vẫn không hiểu vì sao cuộc đời lại đối xử bất công với cô như vậy. Mọi chuyện xui rủi chưa dừng lại ở đó khi công ty bỗng gọi điện báo tin Gian Y đã rớt hồ sơ. Phía công ty không quan tâm tới chuyện cá nhân của Gian Y mà chỉ quan tâm cô có tới phỏng vấn hay không. Đã hẹn lên hẹn xuống mà ngày phỏng vấn lại không có mặt thì không thể chấp nhận được. Gian Y đứng giữa trạm xe bus khóc như chưa từng được khóc bởi chẳng biết than thân trách phận với ai. Gian Y tiện tay vứt luôn chiếc giày còn lại vào thùng rác. Cô Lê từng bước tới cửa hàng tiện lợi dùng số tiền ít ỏi còn lại mua một chai rượu uống cho quên hết sự đời. Đang lang thang trên đường vừa đi vừa uống rượu thì đập vào mắt Gian Y là một bộ váy cưới. Gian Y bỗng nhớ lại quãng thời gian hạnh phúc khi vừa kết hôn. Khi đó hai vợ chồng cô hạnh phúc bao nhiêu thì giờ cô đau khổ bấy nhiêu. Đã vậy lại từ đâu xuất hiện một con ma men quấy rối cô. May mà một anh thanh niên đã kịp thời chạy tới đuổi tên yêu dâu xanh kia đi. Anh thanh niên đó kéo Gian Y ngồi xuống ghế cẩn thận lau chân giúp cô. Tiếp đó anh lấy khăn ra từ từ lau chân giúp Gian Y rồi mang đôi giày cô đã đánh rơi vào chân cô. Anh chàng đẹp trai lãng tử này tên Seo Jun. Hóa ra trước đó Seo Jun đã thấy cảnh tượng Gian Y hoảng loạn khi rơi mất giày ở trạm xe bus. Chính Seo Jun là người đã nhặt được đôi giày của Gian Y. Thế nhưng anh có cố gắng tìm kiếm như thế nào thì vẫn không tìm thấy cô giữa dòng người đông đúc. Thấy đôi giày trong thùng rác Seo Jun còn tiện tay nhặt về. Không hiểu sao trên đời lại có một thanh niên rảnh rỗi sinh nông nỗi đến vậy. Gian Y khố rách áo ôm không có gì để đền đáp chỉ có thể tặng Seo Jun chậu hành tài sản duy nhất của cô. Thật ra Gian Y còn có một đàn em rất thân thiết tên Eun Ho. Bởi là một nhà văn thiên tài nên Eun Ho hiện là trưởng ban biên tập trẻ nhất của công ty xuất bản Gyoru. Eun Ho thường xuyên đi diễn thuyết cho mấy em sinh viên trẻ nên anh được rất nhiều nữ sinh đem lòng mến mộ. Ai mà có ngờ Eun Ho nhìn thì thư sinh nhưng lại là một tên cha nam chính hiệu. Ngày hôm đó Eun Ho nói lời chia tay với bạn gái. Khi cô bạn gái chuẩn bị hất nước vào mặt Eun Ho thì anh bảo cô khoan dừng khoảng chừng là 3 giây. Cứ tưởng chuyện gì to tát lắm. Ai dè Eun Ho chỉ không muốn làm ướt chiếc áo khoác đắt sắt da miếng của mình mà thôi. Sau cùng cô bạn gái đã dùng cốc nước hất thẳng vào áo Eun Ho. Tới đường cùng khi trong túi không còn một xu một cách nào Gian Y mới bất đắc dĩ tới nhà Eun Ho xin tá túc một đêm. Trong mắt Eun Ho Gian Y là gái đã có chồng nên chuyện này thật sự rất khó. Eun Ho không hề hay biết rằng Gian Y sớm đã ly hôn với chồng. Không những vậy hiện Gian Y còn đang có một cuộc sống thê thảm đến mức không thể thê thảm hơn. Eun Ho còn cho rằng Gian Y chỉ đang cãi nhau với chồng nên mới bỏ nhà ra đi như vậy. Sáng sớm ngày hôm sau Eun Ho chiêu đãi Gian Y một mâm cơm thịnh soạn. Nhân cơ hội này Gian Y đòi ở lại nhà Eun Ho làm giúp việc toàn thời gian. Lý do rất đơn giản là Gian Y đã quá nghèo khổ. Trên gác mác Gian Y bỗng nhìn thấy thông báo tuyển dụng của công ty Eun Ho. Với tâm thế được ăn cả ngã không ăn gì Gian Y quyết tâm nộp đơn xin việc. Ai mà có dè lần này Eun Ho lại đích thân tham gia phỏng vấn các thí sinh ứng tuyển. Eun Ho không thể tin vào mắt mình khi thấy bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trong lý lịch của Gian Y.
Sau đó Gian Yi xuất hiện cùng hai ứng cử viên khác. Buổi phỏng vấn diễn ra thuận lợi hơn bao giờ hết. Gian Yi thẳng thắn trả lời bản thân cô không có năng lực đặc biệt. Không những vậy, cô cũng đã lớn tuổi và có nhiều thiếu sót. Thế nhưng Gian Yi sẽ dùng hết khả năng của bản thân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sau khi kết thúc buổi phỏng vấn, Eun Ho đuổi theo Gian Yi bắt cô giải thích mọi chuyện. Eun Ho không hiểu lý do vì sao Gian Yi phải làm giả chứng chỉ tốt nghiệp cấp 3. Anh càng không hiểu biến cố gì đã ập đến với gia đình hạnh phúc của cô để cô ra nông nỗi này. Sau khi biết hết mọi chuyện, Eun Ho ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa. Eun Ho trách bản thân vô tâm khi Gian Yi ra cớ sự này mà anh lại chẳng hay biết gì. Nhớ lại lần đầu gặp chồng của Gian Yi vào hơn 10 năm trước, Eun Ho cảm thấy hắn ta là một kẻ có đầu óc vô cùng nông cạn. Hơn nữa anh ta còn có tính cách thô lỗ và khoác lác cộng thêm đôi chút ẻo lả. Không hiểu sao người như thế mà Gian Yi lại lựa chọn để kết hôn được. Chưa nói chuyện được bao lâu thì Eun Ho nhận được cuộc gọi hẹn phỏng vấn với cánh báo chí. Không còn cách nào khác đành phải gác lại chuyện của Gian Yi. Mà thanh niên Seo Jun bên này cũng ẻo lả không khác gì chồng cũ của Gian Yi. Đến nỗi các cộng hành của Gian Yi mà Seo Jun cũng sợ nó đau mới tải. Nam nhi đại trưởng phu thế này là quá dở rồi. Sau khi tiếp nhận buổi phỏng vấn, Eun Ho tới công ty thì biết ông Jaemin đã nhận Gian Yi vào làm việc. Đơn giản là bài văn miêu tả về cuộc đời của Gian Yi rất chi là cảm động. Bài văn nói về cuộc đời bi thương của Gian Yi sau những năm tháng lấy chồng. Cô chưa từng có giây phút nào được sống cho chính bản thân mình cả. Gian Yi luôn làm việc quần quật từ sáng tới tối. Đâu phải nghề nội trợ là rảnh rỗi sinh nông nổi. Bởi Jaemin đã quyết định nên Eun Ho cũng không còn cách nào khác. Eun Ho chỉ có thể đánh giá bài viết này không mắc lỗi chính tả và ngắt câu. Nhận được cuộc gọi trúng tuyển nhân sự, Gian Yi mừng hết lớn. Cô vui vẻ gào thét cùng mấy thím đồng nghiệp. Nhìn cái cảnh này y như mấy bà đang hoan hô Việt Nam giành được giải World Cup vậy. Nhưng khổ cái Gian Yi vẫn phải lén sống trong nhà của Eun Ho. Mỗi khi Eun Ho về, Gian Yi đều phải trốn như thể ăn trộm. Từ trên lầu, Gian Yi nhắn xuống thông báo rằng mình đã trúng tuyển. Cứ như thế Eun Ho nhắn tin qua lại mà không biết rằng đối phương đang ở trên gác mái nhà mình. Đã vậy ngày hôm sau đi làm, Gian Yi còn trôm luôn đồ ăn sáng của Eun Ho mới hay. Tới công ty, Gian Yi bắt gặp Park Hoon và Ji Jun, một anh chàng và một cô nàng cũng mới tới làm việc. Họ không biết rằng người đứng trước mặt chính là Hae Jin, quản lý đội biên tập. Thế nên thanh niên trẻ trâu Park Hoon cứ tuôn lời ra để bắt chuyện. Thậm chí vào nhận việc cùng với các cộng sự khác, Park Hoon vẫn không ngậm được cái miệng mà nói xấu quản lý biên tập. Theo lời đồn thì chị ta như một phù thủy tối thượng vậy, lúc nào cũng ám ảnh công việc mà giao cho họ những công việc khổ sở. Cho tới khi Hae Jin đứng ra phát danh thiếp cho mỗi người cùng với đó là một tập sách, Park Hoon mới tắt điện. Hóa ra người trước mắt Park Hoon lại chính là người mà anh nói xấu mới đau cơ chứ. Tiếp đó mọi người cùng nhau sắp xếp bàn giao công việc. Park Hoon và Ji Jun cũng khá bất ngờ khi biết Gian Yi lớn hơn họ tận 10 tuổi. Đã vậy cô chỉ mới tốt nghiệp trung học cơ sở nữa. Nhưng dù vậy thì công việc trên công ty vẫn diễn ra vô cùng tốt đẹp và thuận lợi. Đến tối khi tan làm về nhà thì tình cờ bị Eun Ho bắt gặp. Eun Ho cứ dục Gian Yi lên xe để mình trở về chỗ ở của cô. Nhưng cô tránh còn như tránh tà nữa là. Đơn giản là vì Gian Yi đang ở ké nhà Eun Ho nên sao làm cho anh biết được cơ chứ. Đang chuẩn bị rời đi thì Eun Ho bất ngờ nhớ đến lời của một cấp dưới nói về Gian Yi khi ở công ty. Họ cho rằng cách cô phối đồ vô cùng lỗi thời và lôi thôi. Thế là Eun Ho nhất quyết bắt Gian Yi phải đi cùng mình tới shop quần áo. Anh chịu trách nhiệm cho toàn bộ chi phí của công cuộc làm đẹp đổi mới của cô. Sau đó Eun Ho còn dẫn Gian Yi đi làm tóc luôn mới chịu. Cô nàng phận đen nhưng may mắn chơi thân với tổng tài là đây chứ đâu. Đột nhiên Eun Ho cảm thấy căn nhà của mình như có một người khác đang ở. Anh tìm mãi nhưng Gian Yi vẫn nhanh hơn. Cô toàn trốn vào được điểm mù. Vào trong phòng, Eun Ho lại nghe thấy tiếng đồ vật bị làm vỡ. Cuối cùng khi ra kiểm tra thì vẫn chẳng thấy ai. Vừa tắt điện thì mới thấy Gian Yi đang ăn vụng cơm. Gian Yi định nhặt mấy miếng thủy tinh vỡ thì một bàn chân bước tới. Ái chà chà, thế là bị nam chính của chúng ta phát hiện mất rồi. Chuyện đã lỡ như vậy rồi, Eun Ho cũng chẳng trách móc gì cô. Ở lại một vài bữa thì cũng chẳng to tát gì. Thế mà bà chị này được đà lấn tới uống luôn chai rượu mắc tiền của anh mới cay. Cũng đã khuya rồi nên Eun Ho đã để cho Gian Yi lên phòng nghỉ ngơi trước. Gian Yi hạnh phúc tới nhường nào khi Eun Ho không đuổi mình đi. Vậy là từ giờ không phải ăn lén lút nữa. Thật hạnh phúc làm sao bởi trong cuộc đời quen biết được cậu em này. Ngày hôm sau Eun Ho cũng hết cả hồn khi thấy chai rượu trống trơn. Thế mà Gian Yi vẫn đi làm bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra. Anh không biết rằng thực chất tối qua cô đã đổ hết chúng để làm màu trước mặt mình. Hàng ngày làm việc chung trong công ty, Eun Ho tỏ vẻ mặt rất bình thường. Thế nhưng anh vẫn luôn âm thầm quan sát và giúp đỡ Gian Yi trong thầm lặng. Có cậu em trai này đúng thật là đáng đồng tiền bát gạo phải không các chị em? Khổ cái là chị quản lý vô cùng nóng tính. Sáng đó Hae Jin nhận được cuộc gọi từ phụ huynh nhân viên xin đi làm trễ với lý do cá nhân. Thì ra người gọi tới là mẹ của Ji Jun. Tôi làm ở đây bao nhiêu năm rồi mới gặp phải trường hợp này lần đầu tiên đấy. Thế là Ji Jun không tránh khỏi việc ăn chửi ngay tại trận. Người như Hae Jin rất nóng nảy với các đồng nghiệp khác nhưng chạm phải ánh mắt của Eun Ho là hiền dịu lại ngay. Cộc cằn với cả thế giới nhưng chỉ dịu dàng với mỗi mình anh. Hóa ra hai người này có mối quan hệ vô cùng mập mờ. Người yêu thì cũng chẳng phải, đồng nghiệp cũng không luôn. Hàng ngày Gian Yi làm việc vô cùng chăm chỉ. Tới tối cô còn đi tìm phòng để thuê vì không muốn làm phiền đến Eun Ho quá lâu. Nhưng phòng đẹp thì giá cắt cổ, còn phòng rẻ thì y như cho người vô gia cư ở vậy. Gian Yi đi trên đường lại vô tình gặp phải anh chàng Seo Jun từng giúp mình ngày trước. Hai người khá là có duyên với nhau. Hơn nữa trò chuyện lại vô cùng thoải mái. Dường như hai người rất hợp với nhau. Dù mới gặp vài lần nhưng cả hai đều rất tôn trọng đối phương.
Trong khi Gian Y đang vui vẻ với người ta, thì Ân Ho lại đang âm thầm trang trí một căn phòng trống bài bản nhất có thể. Về đến nhà, Gian Y không thấy đồ của mình đâu thì bắt đầu sừng cổ lên với thằng em. Quen biết bao nhiêu năm rồi mà giờ lại ném đồ cô ra ngoài hay sao? Khi thấy quả phòng được bài trí vô cùng tỉ mỉ dành cho mình, Gian Y mới bắt đầu cảm thấy e thẹn vì đã trách nhầm Ân Ho. Anh cũng nói thẳng ra nếu cô thích thì có thể ở lại đây bao lâu cũng được. Ân Ho thật sự không thấy phiền gì cả. Nhưng dù vậy thì Gian Y vẫn rất ngại nên chỉ muốn ở tầm 5-6 tháng. Đến khi nào cô có đủ tiền thuê phòng và tiền mua nội thất rồi chắc chắn sẽ chuyển đi. Ngày thứ hai, Gian Y vẫn tiếp tục công việc của mình tại công ty. Gian Y nhìn thấy cuốn sách mới còn chưa được đặt tiêu đề thì cũng muốn góp chất xám cùng. Thế mà giám đốc Ju Sun lại bày ra một vẻ mặt khinh thường nói rằng hãy lo việc của mình cho tốt đi. Nhưng nữ chính vẫn có một niềm tin mãnh liệt rằng mình sẽ làm được. Bởi lẽ trước đây Gian Y đã từng là nhà viết quảng cáo nổi tiếng. Cứ như thế Gian Y suy nghĩ từ sáng tới tối cho tiêu đề cuốn sách mới. Hôm sau nộp ra những báo cáo này cho Yoon Sun thì cô ta khinh miệt không ngừng. Từng bản thảo Gian Y suy nghĩ ngày đêm cứ thế rơi xuống đất như lòng tự tôn của cô. Yoon Sun cho rằng cách nghĩ này thật sự quá là lỗi thời. Cứ như Gian Y đang mắc kẹt ở thập niên 90 vậy, hoàn toàn không có một tí gì gọi là truyền cảm hứng. Thời đại bây giờ đã thay đổi nhiều lắm rồi mà cô còn không theo kịp. Không ngờ trong cuộc họp đầu tuần khi người trong công ty đang đau đầu với chuyện làm sao để có thể nghĩ ra tiêu đề cho cuốn sách mới, Yoon Sun bỗng lấy ra tài liệu của Gian Y. Gian Y muốn đặt tên cuốn sách là Trận chiến trí tuệ khiến bạn nghẹt thở. Ai cũng bất ngờ trước một tiêu đề hay như vậy. Thế mà Yoon Sun lại âm thầm không nói ra người viết tiêu đề này. Đã vậy còn nhận luôn về phần mình nữa mới hay. Hai Jin và Eun Ho đã biết chuyện này vì họ đã từng đọc qua bản nháp của Gian Y. Nhưng cả hai không ai nói ra vì vốn dĩ xã hội nó đã như thế rồi. Biết được chuyện này, Gian Y như người mất hồn. Không phải vì cô A cay chuyện giám đốc cướp công của mình mà là vì không một ai thấu hiểu cho sự nỗ lực của cô. Về tới nhà, Eun Ho an ủi Gian Y đừng có mà buồn quá. Đây vốn là luật nhân quả rồi. Hơn nữa cũng đâu ai bắt ép Gian Y làm chuyện này đâu. Nếu xé to chuyện ra thì lại càng thêm rắc rối. Tiếp đó cả hai uống say bí tỉ luôn. Ngay khi Gian Y bước ra khỏi nhà vệ sinh thì chẳng thấy Eun Ho đâu. Gọi điện thì mới biết Eun Ho đang bắt taxi đi đâu đó. Ngay cả Eun Ho cũng kinh ngạc không hiểu rằng mình đã báo với bác tài điểm đến là đâu. Thì ra mỗi lần say rượu Eun Ho đều đến một nơi. Đó chính là nhà cũ của Gian Y. Khi thật sự quá say, anh thường xuyên tới đây vì rất nhớ cô. Đôi khi nghe những tiếng cãi nhau của vợ chồng Gian Y. Còn có khi thấy cô tuyệt vọng mà khóc trước cửa nhà. Nhưng giờ mọi chuyện đã khác rồi. Anh không còn phải đến đó mỗi khi say vì Gian Y đang ở trong chính ngôi nhà của anh. Vừa về tới, anh đã ôm cô vào lòng một cách đầy âu yếm. Sáng hôm sau khi ngồi trước bàn ăn sáng cùng nhau, Eun Ho nghe được chuyện mình ôm Gian Y vào tối qua thì phụt hết cả cơm ra ngoài. Thay vì cảm động, Gian Y đã nói thanh niên đẹp trai thế mà lúc say nước miếng chảy đầy miệng. Tại sao mà dơ thế hả em trai? Ngày hôm sau, Gian Y còn được bà giám đốc mời vào phòng làm việc. Cô ta ngang nhiên phủ nhận chuyện mình đã cướp công của Gian Y. Chẳng qua là cô đã nghĩ ra câu này từ trước không cần Gian Y mang đống giấy vụn đó tới. Gian Y cũng sớm đoán được cái lý do này. Sao mà ảo thật đấy? Do cũng không muốn cãi nhau gì nhiều với cấp trên để gây thêm phiền phức. Vậy nên Gian Y chỉ có thể bảo sếp là nhất sếp luôn đúng sếp 100 điểm. Hôm nay những nhân viên mới được đến nhà in. Bất cứ ai cũng chẳng muốn tới đó vì cảnh tượng rất đau lòng. Hàng nghìn cuốn sách không bán được sẽ đem đi tiêu hủy tại đây để lấy tiền phế liệu. Cả đám đều rất thắc mắc rằng tại sao không giảm giá. Nhưng đối với việc giảm giá sẽ mất đi giá trị của cuốn sách. Hơn nữa nếu để tồn quá lâu thì họ còn bị ảnh hưởng rất nhiều bởi tiền thuế. Cuối cùng Eun Ho nhận được một số tiền vô cùng nhỏ từ việc bán đi hàng nghìn cuốn sách. Số tiền đó thậm chí còn không đủ để mua 30 quyển sách. Thế nên mới nói không một ai trong công ty muốn tới nơi này để thấy cảnh đau lòng ấy. Khi ra về, Park Hoon và Ji Jun thảo luận về chuyện Eun Ho và Hae Jin có thật sự đang hẹn hò như những gì mọi người đồn trong công ty hay không. Bản thân Gian Y cũng cảm thấy rất hiếu kỳ và tò mò. Nhưng ngay sau đó họ phải trợn tròn mắt nhìn thanh niên Park Hoon lái xe. Hóa ra anh ta chỉ mới lấy bằng lái vào ngày hôm qua. Vậy nên việc chạy xe không khác gì một đá thủ cả. Đi mãi tới tối mới may mắn đánh được chiếc xe vào lề. Cuối cùng cả đám phải nhờ đến một chiếc xe cẩu để kéo chiếc xe về. Mà chuyện tin đồn của Eun Ho và Hae Jin thực chất không phải vậy. Hai người chỉ như một mối quan hệ mập mờ không xác định. Đang đi dạo cùng nhau trên đường, Eun Ho lại bắt gặp gã chồng cũ của Gian Y. Eun Ho kêu Hae Jin mau về trước đi, sau đó tiến thẳng vào trong quán ăn của hắn. Jong Min nhìn mà muốn sờn cả gai ốc với Eun Ho. Dám lừa dối người con gái anh yêu thì không thể tha thứ được. Cứ như thế Eun Ho đã đuổi đánh Jong Min không hề thương tiếc. Xong việc anh còn bắt hắn phải gửi tiền chu cấp cho hai mẹ con Gian Y, chứ không là sẽ ăn đòn no với anh. Mà tới giờ tôi vẫn chưa biết cô con gái của Gian Y đang ở đâu. Lúc này Gian Y đang ăn mì cùng với Seo Jun. Hai người vốn không quen biết nhau mà dần dần như thế càng lúc càng thân. Biết được chuyện này Eun Ho vô cùng tức giận. Tại sao có thể qua nhà của một người đàn ông xa lạ kia chứ? Lỡ anh ta làm chuyện gì thì sao? Thế mà Gian Y lại trả lời rằng cũng lâu rồi chưa làm chuyện đó nên cũng cảm thấy khó chịu trong người. Eun Ho đỏ mặt không biết nói gì hơn. Hôm sau Eun Ho cùng với Jaemin đi gặp nhà thiết kế Seo Jun. Eun Ho không hề biết rằng đây chính là người mà Gian Y đã gặp tối qua. Nhưng có vẻ họ không hợp tác ăn ý cho lắm. Lý do Seo Jun muốn gặp cả hai là vì một chuyện gì đó liên quan đến tác giả và đạo đức nghề nghiệp. Giờ mới thấy Eun Ho cay đến như vậy. Thậm chí Eun Ho còn định đánh Seo Jun ngay trong quán. Có lẽ duyên trời đã sắp đặt để hai người là kẻ thù không đội quần chung.
Đến tối Ưn Ho vẫn đang sầu não chuyện hồi sáng. May rằng vẫn có Gian Y bên cạnh an ủi. Có vẻ Ưn Ho đã thích Gian Y từ lâu lắm rồi nhưng không dám nói ra. Ưn Ho xem Gian Y như một phần không thể thiếu trong cuộc đời của mình. Một ngày đẹp trời, Gian Y chuẩn bị chu đáo phòng họp cho tất cả mọi người. Cô mạn phép xin giám đốc Ju Sun cho mình tham gia chung để học hỏi thêm nhiều điều. Vốn dĩ đã rất ghét Gian Y nên Ju Sun chắc chắn sẽ không đồng ý chuyện này. May mắn rằng có chú Jaemin ở đó đã đứng ra cho phép Gian Y vào họp cùng mọi người. Dù sao thì càng đông càng có được nhiều ý kiến mà. Nội dung cuộc họp lần này là tìm ra biện pháp bán sách của tác giả mới vào nghề. Ai cũng cho rằng tác giả này không thể nào bán nổi 7.000 cuốn. Để an toàn họ chỉ có thể xuất bản 5.000 cuốn trước. Vì là một tác phẩm mới nên cũng cần chiến lược marketing hiệu quả. Nếu bán được thì sẽ có thể tái bản đến lần 2, lần 3. Ấy thế mà trong phòng họp lại lòi ra một cô nàng óc bã đậu vẫn không hiểu vấn đề đang nằm ở đâu và họ đang cần phải làm gì. Biểu cảm của Jaemin cũng ngơ ngác khi thấy khuôn mặt của Ưn Ho. Rốt cuộc ai đã tuyển cô nàng này vào đây được cơ chứ? Trong cuộc họp bắt đầu xảy ra cuộc tranh luận gay gắt về vấn đề marketing. Gian Y mạnh dạn giơ tay lên muốn phát biểu ý kiến của mình nhưng chẳng ai quan tâm cô. May mà có Ưn Ho lên tiếng giúp đỡ, Gian Y mới được nói ra ý kiến của mình. Gian Y bật máy chiếu lên để mọi người cùng xem sự chuẩn bị trước của mình. Chiến lược được Gian Y đề ra đó là giấu cuốn sách đi. Độc giả ngày nay càng lúc càng khó tính, càng thể hiện sẽ càng chán ghét nhưng che giấu quá thì cũng sẽ lãng quên. Nếu có đặc điểm nào chỉ mình họ có được thì sẽ ngay lập tức nảy sinh sự hứng thú. Việc bọc cuốn sách như một món quà sẽ khiến khách hàng bồi hồi muốn xé giấy gói. Họ sẽ dùng tiền của mình để mua phần quà ấy xem như tặng cho bản thân. Ai cũng thấy ý tưởng này vô cùng mới mẻ và sáng tạo. Chỉ riêng Ju Sun là phản đối quyết định này vì nó quá là mạo hiểm. Tại sao người ta có thể mua một cuốn sách mà không biết nội dung bên trong là gì cơ chứ? Cuối cùng sau một hồi suy nghĩ, mọi người đã quyết định dùng chiến lược này. Từ giờ Gian Y sẽ hỗ trợ Haejin làm các công tác thực hiện. Sau một ngày dài, Ưn Ho hẹn Haejin cùng đi ăn tối. Hẹn làm chi để con gái nhà người ta vui vẻ phấn khởi chuẩn bị son phấn các kiểu. Tới lúc gặp nhau ở bãi xe, Ưn Ho mới báo rằng mình có việc đột xuất không thể đi được. Haejin vẫn cố tỏ ra vui vẻ như không để ý gì nhiều đến chuyện này. Nhưng trong thâm tâm cô buồn không tả nổi. Hóa ra việc đột xuất mà Ưn Ho nói là có hẹn với Gian Y đi ăn mì uống rượu. Đương nhiên nữ chính phải được ưu tiên hơn nữ phụ rồi chứ nhỉ. Ăn uống trò chuyện với nhau mới biết quan hệ của Ưn Ho và Haejin thực chất chỉ là đồng nghiệp. Thế mà tội Gian Y đoán dài đoán non suốt mấy ngày trời, cứ tưởng họ yêu nhau cơ chứ. Ăn uống xong, Gian Y cầm theo sổ tiết kiệm đi rút tiền. Lúc này cô mới phát hiện ông chồng cũ của mình mới chuyển cho mình một khoản tiền. Nội dung bên trong chính là khoản trợ cấp cho con gái. Điều này khiến Gian Y vô cùng bất ngờ. Trước giờ anh ta đâu hề làm việc này cơ chứ. Thậm chí tối về còn gửi email đến xin lỗi cô vì khoảng thời gian vừa qua. Thực chất những việc này xảy ra vì vài ngày trước đó Ưn Ho đã dạy cho gã một bài học. Nhưng Ưn Ho vẫn âm thầm không kể gì đến công lao của mình. Chủ nhật Gian Y đã dắt Ưn Ho đi chơi thỏa thích để cảm ơn anh đã kéo mình lên từ đáy xã hội. Họ chơi đùa cùng nhau rất vui vẻ giống như còn trong độ tuổi mới lớn vậy. Tôi đến về nhà còn nắm tay nhau đung đưa đủ các kiểu nữa chứ. Chị em như vậy cũng lạ quá he. Trái ngược với họ thì Haejin lại vô cùng tức giận vì bị leo cây. Không may cho Ji-jun bị dính phải một lỗi nhỏ nên bị Haejin xả giận không ngừng. Trong công ty ai cũng khiếp sợ Haejin. Mà Gian Y cũng xui thay khi rơi vào tầm ngắm của giám đốc Ju-sun. Ngày nào cũng bị bón hành sấp mặt chạy tới chạy lui làm tay chân sai vặt. Cũng công nhận Gian Y nhà ta chịu khó chịu khổ thật chứ. Nhưng đôi lúc cô cũng phải thầm nghĩ trong đầu là không được đánh sếp, không được đánh sếp. Biến căng bắt đầu xảy ra trong công ty. Tác giả đột nhiên gửi fax đòi hủy hợp đồng khiến ai cũng bù đầu bứt tai. Tiền đền bù không quan trọng. Quan trọng là mọi người đã tốn rất nhiều công sức cho buổi ra mắt sách này. Thế mà ông ta lại làm vậy. Không còn cách nào khác, Ưn Ho cùng với Gian Y và Haejin liền tức tốc đến nhà anh ta. Khi tới nơi, Haejin nóng lòng muốn dạy cho gã một bài học. Ngay cả Ưn Ho cũng vô cùng bực mình muốn xử đẹp gã. Đập cửa một hồi họ mới biết không có ai ở nhà theo lời của bác nông dân gần đó. Hết cách, cả ba chỉ có thể đóng quân tại đây chờ ông ta về. Thậm chí còn chụp vài kiểu ảnh gửi cho gã dục gã về sớm. Chờ đến tối còn đốt lửa trại làm ông bác cũng phải bó tay với các cô cậu này. May rằng cuối cùng gã tác giả cũng đã về tới nhà. Thế mà Ưn Ho và Haejin lại rén cực mạnh khi nhìn thấy ánh mắt sắc khí của gã. Sáng hôm sau đã thấy gã tác giả phóng xe đi mất tiêu. Cứ tưởng rằng công cuộc lần này thất bại, thế mà Ưn Ho lại gặp gã khi đi ở trên đường. Ưn Ho đang gọi cho Jaemin báo tình hình thì cũng mượn cớ này nói thẳng luôn. Chắc chắn anh ta sợ việc xuất bản nên mới đưa ra quyết định như vậy. Sợ rằng tác phẩm của mình sẽ không được công chúng đón nhận. Trên đời này có ai là thiên tài đâu chứ. Jaemin ở đầu dây bên kia nghe câu chuyện này cũng chẳng hiểu gì. Rốt cuộc là có thuyết phục được tác giả ấy không? Cuối cùng anh ta cũng chấp nhận lời đề nghị xuất bản của Ưn Ho. Một phần cũng là vì đêm hôm qua Gian Y đã đứng ở ngoài cửa kể cho anh nghe cuộc đời bi thảm của cô. Gian Y đã phải quay trở về làm việc sau hơn 10 năm làm nội trợ. Dù khó khăn vất vả đến mấy, cô vẫn chấp nhận không một lời oán trách. Cô mong rằng anh cũng sẽ như vậy để có thể chấp cánh ước mơ. Cuối cùng cuộc thuyết phục cũng đã thành công mỹ mãn. Ba người mau chóng trở về thành phố. Về tới văn phòng, Gian Y và Haejin vui vẻ tâm sự tuổi hồng với nhau. Qua cuộc trò chuyện, Gian Y biết được rằng Haejin thật sự rất thích Ưn Ho. Mỗi lần nhậu say cô đều tới nhà của anh. Thế mà Ưn Ho cũng có sở thích như vậy. Mỗi lần nhậu say anh cũng tới nhà một cô gái nào đó. Ưn Ho bên này cũng đang tâm sự tuổi hồng với một người bạn của mình. Ưn Ho nói rằng mình thích Gian Y tới nỗi muốn chết đi sống lại.
Khi cô cười anh sẽ hạnh phúc, còn khi cô khóc anh sẽ đau. Tối đó Haejin lại mượn rượu sang nhà Eun Ho. Jan Yi ở gần đó đã biết chuyện mà tránh đi không làm kỳ đà cản mũi của hai người họ. Bên trạm xe buýt cô lại gặp anh chàng đẹp trai tốt bụng Seo Jun. Cả hai một lần nữa tình cờ gặp nhau. Seo Jun đã chủ động mời Jan Yi đi ăn mì. Hai người vui vẻ trao đổi phương thức liên lạc cho nhau. Họ nói chuyện rất nhiều về vấn đề sách của tác giả Park. Lúc này Seo Jun mới biết rằng Jan Yi đang ở chung với một cậu em trai. Hơn nữa hai người họ làm chung trong công ty xuất bản sách Gyoru. Vừa hay tình cờ Eun Ho đi ngang qua để tiễn Haejin về nhà. Eun Ho gọi điện thì biết Jan Yi đang ăn mì với anh chàng hàng xóm lúc trước. Nghe xong anh liền qua đó luôn. Tại đây cả hai thanh niên ngơ ngác nhìn nhau. Đây chẳng phải là người suýt đánh nhau với mình khi trước hay sao? Jan Yi cũng khá bất ngờ khi biết được rằng hai người biết đến sự tồn tại của nhau. Dù khá cay Eun Ho vụ bữa trước nhưng Seo Jun vẫn nở một nụ cười thân thiện tự tin. Hai người bằng mặt mà không bằng lòng cứ như thế miễn cưỡng ngồi trước mặt Jan Yi. Tới giờ Jan Yi vẫn không nhận ra người ngồi trước mặt mình là nhà thiết kế sách mà công ty hay nhắc đến. Đột nhiên Eun Ho nghĩ ra điều gì đó nên vội lấy điện thoại ra nhắn tin với Jan Yi. Hóa ra cô đã nói chuyện cả hai người ở chung một nhà, thậm chí là còn làm chung một công ty. Đâu có biết rằng người này sẽ giữ bí mật giúp họ đâu chứ. Thấy vậy Seo Jun cũng đập bàn mà nói rằng hai người ngồi đây mà nhắn cái gì thế hả? Chắc chắn là nhắn chuyện cả hai ở chung nhà rồi. Các đồng nghiệp trong công ty có lẽ chưa biết chuyện này đâu nhỉ? Seo Jun khá thắc mắc tại sao hai người không phải chị em ruột mà lại thân thiết đến thế. Jan Yi chỉ có thể giải thích rằng đây là cậu em trai kết nghĩa vô cùng thân thiết với mình. Seo Jun còn nói thẳng rằng anh quan tâm chuyện này là bởi vì anh rất thích Jan Yi. Về tới nhà Eun Ho tỏ ra khá bực bội trong người. Tại sao một gã hàng xóm mới quen mà Jan Yi lại tỏ ra thân thiết như vậy cơ chứ? Nếu là bởi vì hôm nay Haejin qua nhà thì Eun Ho vẫn có thể từ chối cô ấy mà. Cho dù Jan Yi không có chỗ nào để đi nhưng vẫn có anh là nơi duy nhất để cô có thể về. Jan Yi cũng khá bất ngờ sao thằng em của mình hôm nay lại lạ thế. Cứ như đang ghen vậy. Hóa ra trong lúc đứng chờ Jan Yi khi nãy Eun Ho và Seo Jun đã giao chiến võ mồm với nhau. Seo Jun tuyên bố rằng từ nay mình sẽ theo đuổi Jan Yi đến cùng. Eun Ho thực chất chỉ là một thằng em trai quen biết không hơn không kém. Để trả đũa thanh niên trẻ châu Eun Ho đã ôm chặt Jan Yi cứ như khẳng định cô là của mình không ai được phép động vào. Seo Jun cũng không hiểu rốt cuộc Eun Ho ghét mình hay thích Jan Yi nữa. Hôm sau Eun Ho cùng Jaemin tới mộ của vợ Jaemin. Đàn ông con trai gì mà cứ thích nắm tay nhau. Rất lâu về trước họ cũng thường xuyên đến đây viếng mộ. Có lẽ nhờ cầu phúc không ngừng từ người vợ quá cố nên công ty mới thành công như ngày hôm nay. Nhưng mỗi lần đến thăm viếng Jaemin đều ở lì đó rất lâu khiến Eun đứng chờ mà cũng nóng cả ruột gan. Hôm sau mẫu sách cũng đã có sẵn. Lần này chắc chắn sẽ thu hút được ánh nhìn của những người ở hiệu sách. Không ngờ giám đốc Ju Sun lại kiến nghị với Haejin rằng nên gỡ tên Jan Yi khỏi trang bản quyền marketing. Vốn dĩ Jan Yi chỉ hỗ trợ công việc chứ không phải người thuộc ngành này. Eun Ho cũng đứng ra nói giúp Jan Yi nhưng không thể làm gì hơn. Jan Yi đã làm việc như một nhân viên cố định trong marketing. Cô đã đóng góp ý tưởng này, thậm chí còn tới nhà tác giả để thuyết phục ông rút yêu cầu hủy hợp đồng. Nhưng căn bản Ju Sun méo quan tâm cho lắm. Đã ra lệnh thì phải làm đi. Biết được tin này Jan Yi cảm thấy vô cùng buồn nhưng vẫn cố che giấu trước mặt mọi người. Đã vậy Ju Sun còn không cho phép Jan Yi có thời gian buồn nữa. Cô chưa kịp buồn đã bị bón hành cho sấp mặt. Những người khác cũng thắc mắc sao không gọi nhân viên giao hàng mà cứ bón hành cho Jan Yi hoài thế. Giữa dòng đời xô đẩy lại nhận được cuộc gọi đến từ cô con gái yêu. Hóa ra cô bé Jae-hee đang học ở một trường nội trú nên mãi không thấy xuất hiện trong phim. Dù còn nhỏ tuổi nhưng cô bé cũng rất hiểu chuyện. Jae-hee khuyên mẹ mình cố gắng lên. Mệt quá thì con cho mượn vai thì thầm con nói nhỏ 2 phút never diện. Không ngờ dự án lần này Jan Yi đưa ra lại lên một tầm cao mới. Sách bán vô cùng chạy khiến doanh số nhảy vọt lên. Công ty sẽ có đợt in sách lần 2 với con số 10.000 cuốn khiến ai nấy đều vui không ngừng. Eun Ho cũng biết Jan Yi khá là buồn nên đã tặng cô một món quà. Đó là cuốn sách chưa được sửa lại ở phần marketing. Nó vẫn giữ nguyên cái tên của Jan Yi. Dù cho cả thế giới không biết chiến lược này của cô nhưng anh hoàn toàn biết rõ. Tình cờ Haejin đi ngang qua nhìn thấy cảnh này. Cùng lúc đó Jan Yi lại nhận được cuộc gọi mời đi ăn tối của Seo Jun. Quả đúng là chuyện tình tay bốn mà. Biết Jan Yi sắp đi ăn tối cùng Seo Jun, Eun Ho liền bắt cô đi sửa lại bản thảo cho mình nhằm câu giờ. Haejin biết Jan Yi đã có hẹn nên chủ động muốn giúp cô nhưng Eun Ho không cho phép. Cuối cùng thanh niên Seo Jun phải đợi tận 30 phút mới thấy Jan Yi cùng Eun Ho bước ra khỏi công ty. Mặc dù cũng muốn ngăn cản họ đi chơi cùng nhau nhưng anh vẫn lựa chọn lùi bước về sau để thấy em rõ hơn. Bên này khi anh chàng Park Hoon ngu ngơ chuẩn bị đớp tô mì thì bên ngoài lại có ai đó bấm chuông cửa. Mở cửa ra thì thấy một người đàn ông cao lớn và một người phụ nữ lớn tuổi. Rốt cuộc họ là ai mà lại tự tiện xông vào nhà người khác cơ chứ? Hỏi mới biết hóa ra là mẹ của Ji Jun. Bà đến đây vì lời đồn con gái mình yêu thanh niên trẻ châu này. Mặc dù cũng khá rén nhưng Park Hoon lại tức giận hơn. Cho dù có là mẹ của Ji Jun hay bố của Ji Jun thì sao lại tự ý vào nhà của người khác mà không bỏ giày ra cơ chứ? Bà khá bất ngờ khi chàng thanh niên này không biết gia thế của mình như nào mà lại tự ý xưng hô thân mật. Từ bác gái chuyển sang mẹ luôn. Park Hoon bắt đầu bật chế độ diễn xuất Hollywood của mình. Park Hoon cố diễn mình đang yêu Ji Jun sâu đậm mà không quan tâm tới tiền tài hay gia thế của cô. Nếu bà mà còn làm căng thì anh sẽ đem theo cô bỏ trốn luôn. Khóc cạn nước mắt nhưng Park Hoon vẫn không quên cầu xin họ cởi đôi giày ra. Bên này Eun Ho đang đấu tranh tâm lý cực kỳ gay cấn với chính bản thân mình.
liệu có nên nhắn tin cho Gian Yi để phá đám chuyện của họ hay không? Nhưng như vậy thì quá là mất giá đi. Lúc này Gian Yi và Seo Jun đang ăn tối tại nhà hàng 5 sao. Seo Jun còn tặng Gian Yi bức tranh mình vẽ ngay lần đầu gặp mặt cô. Thấy Seo Jun đối xử quá tốt với mình nên Gian Yi cũng có chút ngại ngùng. Cô nói với anh rằng nếu biết được quá khứ của mình có lẽ anh sẽ hết hứng thú. Thế nhưng Seo Jun chẳng hề quan tâm tới chuyện này. Chỉ cần không vướng phải tiền án hình sự thì Gian Yi mãi hoàn hảo trong mắt anh. Cho tới khi nghe Gian Yi nói rằng cô mới ly hôn thì Seo Jun bất giác làm rơi luôn dao nĩa. Nghe được câu cô có một cô con gái 12 tuổi thì phun nước tung tóe, mà nghe được chuyện cô lớn hơn anh tận 8 tuổi thì lại nức cụt. Eun Ho nghe được câu chuyện này từ Gian Yi sau khi về nhà thì khá là hài lòng. Seo Jun như vậy thì sao có thể chấp nhận một người đã từng ly hôn cơ chứ? Đó cũng chỉ là lời nói dối trên đầu môi thôi. Seo Jun trở về nhà thì cũng vào đầu bứt tai. Tại sao những lúc quan trọng như thế anh lại có hành động khó tả đến như vậy? Sáng hôm sau trước khi đi làm, Eun Ho còn nhắc nhở Gian Yi đừng có buồn quá. Chắc chắn Seo Jun sẽ không liên lạc với Gian Yi nên cô cũng cắt liên lạc lại với hắn luôn đi. Cứ ngỡ như rằng Eun Ho đã thật sự yêu một người từng ly hôn và có con vậy. Gian Yi nghĩ rằng Eun Ho cũng đã từng quen một người như vậy, thế đánh anh luôn. Park Hoon nhờ vụ giúp đỡ Ji Jun giải quyết chuyện của mẹ thì càng thân thiết với cô hơn. Hai người quyết định cùng nhau đóng giả làm tình nhân để lừa mẹ Ji Jun. Theo như con mắt review của tôi thì chắc hẳn Park Hoon sẽ dần có cảm tình với Ji Jun. Tối đó may mắn thay Eun Ho đã đích thân đứng ra mời được bà Ju vào dự án của mình. Eun Ho cùng Hae Jin và bà Ju cùng ăn tối. Không ngờ lại có sự xuất hiện của Seo Jun. Hóa ra bà Ju đã mời Seo Jun thiết kế sách cho mình. Eun Ho mặc dù không thích nhưng chỉ đành chấp nhận. Đến tối về thì không ngờ thanh niên Seo Jun lại tự ý trèo lên xe của Eun Ho. Hóa ra Seo Jun muốn tới gặp Gian Yi để xin lỗi chuyện hiểu lầm lúc trước. Khi đèo Seo Jun về tới nhà của mình thì Eun Ho lại có chút hối hận. Tại sao mình phải làm theo lời của hắn cơ chứ? Seo Jun đã gửi món quà của mình mong Eun Ho có thể gọi Gian Yi ra ngoài gặp mặt anh. Nhưng tới lúc vào nhà, Eun Ho lại giấu món quà đó đi và cất trong phòng. Nhưng rồi bản thể của anh lại xuất hiện khiến Eun Ho bị ám ảnh tâm lý không ngừng. Cuối cùng Eun Ho cũng đem món quà đó ra cho Gian Yi và nhắc cô rằng Seo Jun đang đứng chờ ở ngoài. Sau khi đi dạo cùng nhau, Gian Yi mới hóa giải được vụ hiểm lầm hôm đó. Gian Yi cũng cho Seo Jun biết sở dĩ Eun Ho làm vậy vì rất lo lắng cho mình. Một người có tính cách lạnh lùng như Eun Ho đôi khi cũng rất ấm áp. Quen nhau đã hơn 20 năm, cô luôn xem cậu ấy như em ruột của mình. Chắc là vậy nên cậu ta mới đối xử tốt với cô như thế. Hai người một lần nữa hẹn nhau tại quán ăn. Nếu nói thật thì hôm ấy Seo Jun thật sự khá bất ngờ trước lý lịch của Gian Yi. Nhưng nếu cô cho phép thì anh muốn được hẹn hò cùng cô 3 tháng. Dù khá là bất ngờ nhưng Gian Yi vẫn đồng ý với quyết định này. Đơn giản là vì cô muốn có cảm giác được yêu ai đó thêm một lần nữa. Eun Ho nghe xong thì máu nóng cũng dồn lên não. Nhìn thấy thế, Gian Yi liền chủ động đặt tay mình lên trán anh để xem thế nào. Kết quả bị Eun Ho lấy tay đặt lên trước ngực bảo ở đây mới đau nè. Bản tính mê trai trỗi dậy làm Gian Yi bóp luôn bộ ngực phạm vỡ của Eun Ho. Đứa trẻ ngày nào đã trưởng thành rồi, toàn là cơ bắp không. Kết quả là bị Eun Ho đè xuống đất dọa cho một trận. Khi rời đi, Gian Yi mới cảm thấy trong một phút cô đã thật sự rung động với em trai mình. Ôi thật là ảo ma Canada. Ngày hôm sau trên đường đi làm, Eun Ho bắt gặp Seo Jun đang đứng chờ xe buýt. Bình thường gã này làm việc ở nhà, thế mà nay lại đứng chờ ở đây. Chắc chắn là chờ Gian Yi tới rồi. Eun Ho trực tiếp đứng ra chạm mặt luôn cho máu. Hai người đàn ông 30 tuổi rồi mà nay lại đấu đá với nhau như hai đứa con nít. Lấy danh nghĩa là em trai, Eun Ho cho rằng Seo Jun vẫn còn quá non nớt không đủ để thấu hiểu Gian Yi. Thấy Gian Yi chuẩn bị chạy tới nơi, Eun Ho cũng chỉ đành chuồn trước. Trên xe buýt hai người thân thiết với nhau như những cặp đôi bình thường. Dường như Gian Yi lại có cảm giác hồi xuân trở lại. Eun Ho đem tới cho công ty một đống bản thảo từ bà Ju. Ai cũng vui mừng bởi bà Ju là một trong số ít người viết tay bản thảo còn sót lại ở Hàn Quốc. Việc số hóa bản thảo được giao cho Eun Ho. Phụ trách thêm vào đó là Gian Yi vì cô cũng rất giỏi Hán tự. Bởi Eun Ho lên tiếng muốn làm việc ở nhà để tập trung nên cũng chẳng có ai phản đối. Những ngày sau đó, Eun Ho và Gian Yi cùng nhau ở nhà làm việc chăm chỉ. Hai người siêng năng làm việc cùng nhau cũng rất hiệu quả. Làm ngày làm đêm khiến cho Gian Yi cũng mệt mà ngủ thiếp trên vai Eun Ho. Kìm nén không nổi, Eun Ho đã đặt tay vuốt ve sờ má Gian Yi đủ các kiểu. May mà khi Eun Ho suýt nữa hôn Gian Yi thì điện thoại lại reo lên, là tin nhắn từ Seo Jun. Tới khi vào bếp, Gian Yi bắt đầu suy nghĩ về chuyện khi nãy. Hóa ra Gian Yi không hề ngủ quên mà chỉ chợp mắt một xíu trên vai Eun Ho. Thằng em lại vuốt ve má mình là có ý gì đây cơ chứ? Sau khi thấy tuyết rơi ở ngoài, cả hai đã cùng nhau chạy ra ngắm. Như một thói quen, Eun Ho đã nói rằng tuyết đẹp lắm. Điều này lại làm cô nhớ về buổi tối khi trước anh cũng bảo rằng trăng hôm nay đẹp lắm trên bài đăng. Đó là một câu nói của nhà thơ nổi tiếng. Thay vì nói rằng anh yêu em thì họ sẽ nói rằng trăng đẹp lắm. Bất giác Gian Yi lại thay đổi cách nhìn với thằng em thân thiết bao lâu nay. Gian Yi hỏi rằng liệu Eun Ho có phải đang thích mình hay không. Không ngờ rằng Eun Ho chỉ mỉm cười rồi vào nhà mà không nói gì cả. Trong đầu Gian Yi lúc này hiện ra hàng ngàn câu hỏi. Vì sao không phủ nhận chuyện này cơ chứ? Vào bên trong, Gian Yi bắt đầu hỏi rõ Eun Ho tại sao không trả lời mình. Nhưng anh chỉ trả lời qua loa cho có để có thể tiếp tục hoàn thành công việc. Trong khi Eun Ho đang nổ não suy nghĩ thì Gian Yi lại liên tưởng đến cái khác. Cho rằng Eun Ho khi nãy đã dùng vật gì đó sờ lên mặt mình nên Gian Yi cố gắng tìm lại cảm giác đó. Thấy vậy, Eun Ho chỉ có thể bảo Gian Yi ngủ ngáy rất to. Không phải mơ thì còn là gì nữa.
Nhưng nếu một người như Eun Ho mà thích Jan Yi thì quá là tuyệt vời đúng không? Bên ngoài đẹp trai bên trong lại nhiều tiền. Hai người đang giỡn với nhau thì bất giác Eun Ho nói nếu em thích chị thì chị có đồng ý hẹn hò với em hay không? Em thật sự rất yêu chị Jan Yi à? Cứ tưởng đây vẫn là câu chọc quê mình nên Eun Ho thẳng thừng dùng thiết đầu công với thằng em luôn. Cuối cùng Eun Ho và Jan Yi đã hoàn thành xong bản thảo rồi quay trở lại công ty làm việc. Mọi người ai cũng vui mừng vì cuốn sách bản đầu tay này. Họ đặt nhiều kỳ vọng rằng nó sẽ là cuốn sách bán chạy nhất. Nhưng bất giác cả Ju Sun và Jaemin không thể cười nổi nữa. Thì ra tiểu sử tác giả được viết trên bìa sách lại sai mất một chữ. Người chịu trách nhiệm lần này đương nhiên là quản lý đội biên tập Hezin. Cô phải chịu trách nhiệm trong vụ này vì không kiểm tra tiểu sử tác giả trước khi bắt đầu in sách. Ngay sau đó Hezin liền chĩa ánh mắt về phía Ji-jun. Hóa ra trước đó vài ngày chính Hezin đã giao nhiệm vụ này cho Ji-yun. Vì là cấp trên của Ji-jun nên cô phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Sách đã in được 5.000 bản rồi sao có thể nói bỏ là bỏ được cơ chứ? Hezin liền kéo cô nàng Ji-jun ngu ngơ vào trong phòng nói chuyện riêng. Vào bên trong Hezin đã phát tiết cơn giận bấy lâu qua của mình mà bón hành cho Ji-jun sấp mặt. Sau đó giao cho Ji-jun nhiệm vụ đè nhãn dán lên 5.000 cuốn sách mới in. Cuối cùng Ji-jun chỉ đành sách theo cái giỏ yêu thích của mình mà chạy tới công xưởng. Không ngờ mẹ Ji-jun đã khóa hết thẻ khiến cô phải mót hết tiền túi ra mà trả. Một cô tiểu thư tới công xưởng thì sẽ như thế nào các bạn nhỉ? Tới nỗi chỗ cất đồ Ji-jun cũng không biết cất ở đâu mà phải hỏi anh công nhân gần đó. Lại còn nâng niu cái túi sách của mình từ ly từng tí làm cho anh công nhân cạn lời luôn. Cô nàng tiểu thư Ji-jun làm từ sáng ấy thế mà lại sợ cuốn sách đau nên cả buổi mới được có vài cuốn. May thay đạo diễn đã gọi thanh niên Park Hoon tới ứng cứu. Park Hoon đem đồ ăn tới và giúp đỡ Ji-jun làm việc khiến cô mừng hết lớn. Lúc này Eun Ho lại đang ở tiệm trang sức. Các nhân viên ở đây nhận ra anh nên vô cùng thích thú. Tình cờ lại gặp Jan Yi ở đây nên anh gọi vào trong thử trang sức luôn. Eun Ho bắt Jan Yi phải chọn món trang sức mà mình thích sau đó còn chủ động đeo sợi dây chuyền lên cổ cô. Jan Yi bỗng có cảm giác vô cùng lạ lẫm. Nhưng cô cũng chỉ tưởng rằng thằng em đang mua đồ cho người yêu nên nhờ mình làm mẫu. Trên đường về nhà Jan Yi vẫn tự hỏi Eun Ho dạo gần đây vô cùng kỳ lạ. Cứ như thể cậu ấy đang thật sự thích mình vậy. Một cảm giác vô cùng khó tả. Nếu là thật thì Jan Yi không biết phải đối diện với đoạn tình cảm này ra sao. Còn chưa về tới nhà đã bắt gặp Hezin và Seo Jun ở trước cửa. Hóa ra họ mới ký hợp đồng về nên Hezin muốn qua nhà báo cho Eun Ho biết. Dù không muốn nhưng Hezin cũng đã đến đây rồi nên Eun Ho cho vào nhà luôn. Eun Ho nói rằng bữa trước Hezin để quên cuốn sách ở kệ nên tự vào trong lấy đi. Trong khi đó anh sẽ đi pha cà phê. Hezin tiến vào trong lấy sách thì một phong thư rơi ra. Hezin mỗi lần say xỉn đã bỏ hàng chục lá thư tình tại kệ sách này. Cuối cùng cũng đã có thư hồi đáp nên Hezin cảm thấy khá hồi hộp. Nội dung trong thư nói rằng Eun Ho chỉ xem Hezin như một đứa em gái không hơn không kém. Cô là một người nhiệt huyết siêng năng và xinh đẹp. Cô xứng đáng với một chàng trai tốt hơn anh. Hơn nữa Eun Ho không muốn nhớ đến Hezin trong ký ức như một người bạn trai. Đúng là cha nam có khác từ chối tình cảm của người ta thế này thì ai mà giận nổi. Jan Yi một lần nữa không có chỗ nào để đi nên lại đi ăn mì cùng Seo Jun. Nhưng trong đầu cô vẫn còn nhiều thắc mắc từ Eun Ho. Jan Yi tâm sự rằng mình có đọc qua một cuốn sách hàng chục năm rồi. Cuốn sách ấy đọc nhiều tới vậy nhưng bây giờ cô mới nhận ra mình đã bỏ qua quá nhiều chữ trong đó. Seo Jun không biết rằng cuốn sách đang đề cập đến chính là Eun Ho. Seo Jun chỉ nói rằng cuốn sách mãi mãi như vậy chỉ có thể là chúng ta đã thay đổi. Vì vậy chúng ta mới hiểu được ý nghĩa sâu xa của nó. Eun Ho đang tức tốc lái xe đến một địa điểm sau khi nhận được một cuộc gọi. Anh vào trong một căn phòng thì thấy người thầy của mình người đầy vết thương nặng. Eun Ho vô cùng đau khổ và tự trách bản thân khi không chăm sóc tốt cho thầy Kang. Sau khi trở về nhà Jan Yi chẳng thấy Eun Ho đâu cả. Chỉ thấy những món quà và hoa mà anh đã chuẩn bị cho cô từ trước đó. Sợ rằng đoạn tình cảm này càng lúc càng đi quá giới hạn nên Jan Yi cũng chẳng dám nhận nó. Hôm sau Jan Yi lên công ty thì mới biết Eun Ho cũng chẳng có ở đây. Vậy Eun Ho đi đâu từ hôm qua tới giờ mà chẳng về nhà kia chứ? Gọi điện nhắn tin cũng không trả lời. Những người khác cũng khá bất ngờ vì Eun Ho rất hiếm khi nghỉ làm. Thế mà trên bàn họp lại có hai con lợn đang ngủ say sưa. Mặc kệ hai người họ, cuộc họp vẫn tiếp tục diễn ra. Đúng là hai nhân vật phụ này tấu hài cho phim hết mức luôn mà. Eun Ho lúc này vẫn đang chăm sóc ông mình ngày đêm nên chẳng có tâm trạng để ý điện thoại. Ba ngày sau Eun Ho vẫn không về và chẳng thèm liên lạc cho ai, làm Jan Yi cũng khá lo lắng. Khi trở về thì thấy Eun Ho đang ngủ như chết trong phòng. Để ý kỹ mới thấy Eun Ho đang bị sốt nặng nên Jan Yi đã chăm sóc cậu. Những lúc thế này bên cạnh có cô gái mình yêu khiến Eun Ho cảm thấy rất hạnh phúc. Ngồi vào bàn ăn, Eun Ho cũng đã thú thật rằng anh thích Jan Yi từ rất lâu rồi. Cô không cần phải đối diện với đoạn tình cảm này, chỉ cần tỏ ra bình thường và làm những gì mình thích là được. Nếu muốn hẹn hò với Seo Jun thì cứ làm, anh sẽ không can thiệp vào đời sống của cô. Không ngờ thằng em trai ngày nào giờ lại có suy nghĩ sâu xa với mình như vậy. Người muốn có thì không có mà người không muốn thì lại có. Hezin cứ say là lại gọi cho Eun Ho trách anh tại sao lại đá em. Cô chửi anh là đồ cặn bã xã hội không khác gì Đạt Villa. Nhưng dù bị chửi thế nào Eun Ho cũng chấp nhận vì anh là người đã làm tổn thương Hezin. Cuối cùng những cuốn sách cũng đã được dán mác ở phần tiểu sử tác giả. Mặc dù đã dán mác nhưng cũng làm nhiều người trong công ty không hài lòng. Vì như thế cuốn sách sẽ không trọn vẹn nữa. Tất nhiên Ji-jun vẫn bị Hezin bón hành sấp mặt. Đã vậy còn phải nghe giảng đạo từ phía Eun Ho nữa cơ chứ. Vị trí Hezin đang làm là vị trí rất nhiều người đang muốn có được nó. Vì vậy Hezin phải làm sao cho đáng với chức vụ của mình.
Mỗi một cuốn sách là biết bao nhiêu tâm huyết của nhiều người góp vào, họ còn không được in tên trên bìa sau của nó. Đây là bài học đầu tiên nên Eun Ho muốn Haejin khắc cốt ghi tâm. Ngay sau đó, Seo Jun cũng có mặt tại công ty để họp về kiểu thiết kế sách. Seo Jun cho rằng bìa sách cần được thiết kế theo phong cách phương Đông. Dù làm vậy khá là mạo hiểm nhưng sách của bà Du có tiếng là vô cùng hay. Nhất định các độc giả sẽ thích thú mà không ngần ngại mua chúng. Phải có bản lĩnh thì mới có thành công. Kết thúc cuộc họp, Seo Jun đã mời Jan Yi đi ăn tối cùng mình. Đương nhiên Eun Ho sẽ không để yên vụ này mà muốn cả bốn người cùng đi ăn chung. Coi như là mừng buổi họp đầu tiên của nhau thôi. Không ngờ cả bốn người lại vào nhà hàng do Seo Jun đích thân thuê. Seo Jun làm vậy là muốn chuẩn bị những món ăn Jan Yi thích. Haejin cũng dần nhận ra giữa Eun Ho và Seo Jun dường như có một hiềm khích gì đó không tả nổi. Trong lúc làm đồ ăn không may tay của Seo Jun bị đứt, Eun Ho biết rõ rằng trong túi áo của Jan Yi có băng cá nhân nhưng cô lại không đưa nó cho Seo Jun. Eun Ho bắt đầu đắc ý cho rằng Jan Yi sợ mình để bụng. Về tới nhà, Eun Ho lại bắt đầu chọc Jan Yi hẹn hò với Seo Jun có thích hay không. Rồi cả chuyện tại sao Jan Yi không đưa băng cá nhân cho Seo Jun. Eun Ho nói rằng những lúc thế này thật sự không kiềm chế nổi. Jan Yi vừa mới hỏi kiềm chế chuyện gì, Eun Ho đã lao đến hôn môi cô. Lúc này Jan Yi đang ở trong nhà vệ sinh. Cô trấn an bản thân không được rung động trước Eun Ho. Dù sao cũng đã 37 tuổi đầu, trải qua bao nhiêu cái hôn môi rồi mà giờ còn ngại cái gì cơ chứ. Không ngờ những lời tự trấn an này lại bị cô Jong A nghe thấy hết. Còn có cả giám đốc Jusun. Thậm chí cô nàng Ji Jun cũng nghe thấy chuyện này. Vừa ra ngoài, Ji Jun đã kể cho thanh niên Park Hoon nghe. Eun Ho sau khi biết được chuyện này thì đứng cũng không nổi luôn. Thế là trong công ty anh liên tục bám lấy Jan Yi để chọc cô. Thậm chí còn nhéo má Jan Yi nữa cơ chứ. Mọi người nhận được thư xin lỗi của Ji Jun sau sự việc hôm trước. Tới cả văn bản cô ấy viết cũng chẳng ra hồn. Lại còn không nhận lỗi về chính bản thân mình mà liên tục đổ lỗi cho hoàn cảnh. Jaemin đọc xong cũng phải sầu não. Đáng lẽ không nên tuyển nhân sự dựa theo bằng cấp mới đúng. Haejin đọc được câu mình bón hành cho Ji Jun thì lập tức vò nát tờ giấy rồi ném đi. Chỉ riêng Ji Hong là còn chút kiên nhẫn đọc hết đoạn văn bản. Anh còn chỉ ra những khuyết điểm khi viết cho Ji Jun, chỗ nào cần ngắt câu và chấm câu. Hơn nữa cũng có nhiều từ không cần thiết. Nói chung là thư xin lỗi này viết như cho có vậy. Ngày hôm sau là chủ nhật nên Eun Ho và Jan Yi cùng nhau dọn nhà. Hai người lớn vậy rồi mà như cặp tình nhân trẻ không ngừng chọc ghẹo đối phương. Có thời gian dọn nhà với nhau thế này thì tình cảm đúng là tăng lên mấy hồi. Còn chưa dọn nhà xong, Jan Yi đã chuồn đi trước để gặp Seo Jun. Không ngờ tối qua đến giờ Seo Jun còn chưa ngủ vì phải thiết kế sách. Cuối cùng phải giao lại chú chó cho Jan Yi chăm sóc hộ. Về tới nhà định đánh một giấc ngon lành thì lại nhận được cuộc gọi từ Haejin. Haejin nói Seo Jun cần ra quán cà phê gặp mình gấp. Hôm nay là chủ nhật cơ mà, đợi đến ngày mai rồi làm việc không được sao cô hai. Không còn cách nào khác, Seo Jun lại phải bò ra quán cà phê để làm việc cùng Haejin. Seo Jun vẫn luôn có một thắc mắc trong đầu. Haejin bị người ta đá vì cô nghiện công việc hay là bị đá rồi mới trở nên nghiện công việc đến thế? Trong lúc làm việc, Seo Jun đã ngủ quên trên vai Haejin. Mà Eun Ho ở nhà cùng Jan Yi cũng nói rõ về vấn đề tình cảm của họ. Thật sự Jan Yi cũng có chút rung động nhưng cô rất sợ mất đi Eun Ho. Nếu như hai người chia tay thì cô không biết phải dựa dẫm vào ai. Nhưng Eun Ho thì khác. Anh quyết yêu bằng được Jan Yi vì từ xưa đến giờ anh vẫn luôn thích cô. Bây giờ có cơ hội, Eun Ho chắc chắn sẽ không bỏ qua. Eun Ho mang chú chó tới quán cà phê thì gặp cảnh Seo Jun và Haejin đang tựa vai nhau ngủ. Khi hai người tỉnh lại thì đã thấy tờ giấy ghi chú Eun Ho để lại. Seo Jun thấy chú chó ở ngoài cứ tưởng là Jan Yi mang đến vì trước đó anh đã giao cho cô chăm sóc. Trong cơn lú, Seo Jun bất giác nói có lẽ Jan Yi nhờ Eun Ho mang qua vì hai người họ ở chung nhà. Sau khi nhận ra bản thân lỡ lời, Seo Jun vội sửa lại rằng hai người sống cùng khu. Hôm nay cũng là ngày công bố sách nên Jan Yi đã tặng cho Seo Jun món quà bất ngờ. Đó là hai người không tìm hiểu yêu đương nhau nữa. Jan Yi cảm thấy hai người không hợp cho lắm. Nhưng Seo Jun vẫn rất kiên trì đề nghị Jan Yi suy nghĩ thêm. Chúng ta sẽ gấp trang giấy lại khi đang đọc dở một cuốn sách. Khi nào Jan Yi muốn quay lại thì Seo Jun vẫn ở đó chờ cô. Khi mọi người đang chuẩn bị cho buổi họp báo thì Jong A lại gọi điện tới. Jong A nói rằng cô không đến được vì con cô phải nhập viện do viêm não. Không có người đứng ra chủ trì nên Eun Ho đã kêu Jan Yi làm việc này. Nhiều năm trước cô đã từng làm chuyện này rất tốt. Nhưng giờ đó chỉ là quá khứ. Eun Ho khuyên Jan Yi phải tin tưởng bản thân mình. Nhất định mọi chuyện sẽ thành công tốt đẹp vì luôn có Eun Ho bên cạnh. Ngay sau đó cuộc họp báo cũng bắt đầu diễn ra. Jan Yi với tư cách là chủ trì đã phát biểu cho mọi người cùng nghe rất suôn sẻ. Nhờ thế mà cuộc họp báo mới diễn ra thành công tốt đẹp. Bởi vì đằng sau Jan Yi có một chỗ dựa vững chắc, đó là Eun Ho. Không ngờ rằng bố mẹ của Haejin cũng đang ở đây. Họ đang rất cay cú khi biết Eun Ho đá con gái mình. Thế mà Eun Ho chẳng biết chuyện gì cả, còn chủ động bắt taxi giúp hai người. Vì hai người là bố mẹ Haejin nên Eun Ho rất tôn trọng họ. Ai mà có ngờ nhân lúc Eun Ho quay mặt đi, mẹ Haejin đã dùng túi xách đánh anh từ phía sau. Eun Ho cũng hết cả hồn luôn. Rốt cuộc anh đã làm sai chuyện gì cơ chứ? Tiếp đó lại còn bị bác trai ngáng chân suýt thì té sấp mặt. Lần này Eun Ho đã cọc. Anh muốn hỏi rốt cuộc chuyện này là thế nào. Nhưng sau một hồi anh vẫn dáng hạ hỏa mà tiễn cả hai lên xe về nhà. Kết thúc cuộc họp, Haejin đang chán nản do thất tình nên gọi Seo Jun đi nhậu chung. Cô càng nghĩ càng tức khi nghĩ đến mối quan hệ mập mờ giữa Eun Ho và Jan Yi. Haejin nốc bia nốc rượu không ngừng. Đến tối, Eun Ho nhận được cuộc gọi từ Seo Jun yêu cầu chi viện gấp. Tới nơi thì thấy Haejin đã say ngoắc cần câu.
đã uống nhiều lại còn trộn dưa chuột với soju nữa chứ. Đây là thứ mà Haejin dị ứng cơ mà. Hết cách, Eun-ho chỉ có thể cõng Haejin về nhà của Seo-jun vì nhà anh ta gần đây. Cõng mãi cuối cùng cũng về tới nhà. Sức dài vai rộng thế mà cõng một cô gái, còn thở lên thở xuống. Vì không yên tâm để Haejin ở nhà của trai lạ, Eun-ho cũng quyết định đóng cọc tại đây luôn. Seo-jun nhìn mà cũng cạn lời. Nhà anh đâu phải khách sạn đâu chứ. Để chắc ăn, Eun-ho còn đề nghị trói tay hai người lại. Sáng hôm sau cả hai ôm nhau ngủ ngon lành. Miệng còn liên tục nói hạnh phúc khi mơ thấy người trong tay mình là Jan Yi. Lúc tỉnh dậy thì hết cả hồn luôn. Sao cậu lại ôm tôi cơ chứ? Hai thanh niên này lớn rồi mà vẫn có tính cách dễ thương vãi đạn. Ngay sau đó Haejin cũng tỉnh dậy với khuôn mặt dị ứng làm cho Seo-jun cũng sợ vãi ra quần. Sáng hôm sau tới công ty, Ju-sun bất ngờ đưa cho Eun-ho một tập tài liệu. Bên trong là hồ sơ của Jan Yi. Hồ sơ cho thấy Jan Yi đã tốt nghiệp đại học. Không những vậy, cô còn là một nhà viết quảng cáo nổi tiếng. Ju-sun yêu cầu Eun-ho phải đuổi việc Jan Yi gấp vì cô đã làm giả chứng chỉ cấp 3. Ju-sun cho rằng hẳn phải có một lý do nào đó mới khiến các công ty khác không nhận Jan Yi. Eun-ho đã lên tiếng bảo vệ Jan Yi. Anh nhắc đến chuyện cô đã cống hiến rất nhiều cho công ty. Chuyện còn con này chẳng nhằm nhò gì. Hơn nữa chuyện Jan Yi không lôi ra bằng đại học tình nguyện làm chân sai vặt trong công ty chẳng phải đáng quý hơn sao? Nhưng Ju-sun lại đem đạo đức nghề nghiệp ra nói Jan Yi không có tư cách. Dù thế nào cũng không thể giữ lại cô trong công ty. Nhìn Jan Yi đang nỗ lực làm việc mà không biết rằng cô sắp bị nghỉ việc, trong lòng Eun-ho lúc này cảm xúc vô cùng lẫn lộn. Eun-ho quyết định giữ kín chuyện này để khi khác nói ra. Trên đường về, Jan Yi vẫn tiếp tục làm nốt công việc còn đang dang dở của mình. Eun-ho càng cảm thấy có lỗi khi không bảo vệ được cô. Eun-ho chỉ có thể rủ Jan Yi ra ngoài ăn tối cùng mình. Chỉ là một bữa cơm thôi mà cả hai sửa soạn quần áo đủ các kiểu. Đúng là đi chơi với người mình thích có khác. Cả hai đi ăn ở nhà hàng 5 sao, sau đó đi xem phim cùng nhau. Đã vậy lại còn nắm tay đủ các kiểu. Nhìn hai người không khác gì một đôi tình nhân cả. Có lẽ Jan Yi đã dần dần chấp nhận tình cảm của Eun-ho rồi. Tới khi về nhà, Jan Yi nói rằng Seo-jun sinh vào 23 tháng 4 trùng với tập sách 23 tháng 4. Eun-ho bất giác cảm thấy có gì đó là lạ. Hôm trước Eun-ho cũng thấy mật khẩu nhà của Seo-jun là 2304. Mà tập văn bản cũng có tiêu đề là đêm buồn 23 tháng 4. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngày hôm sau, Eun-ho nỗ lực đi tìm việc cho Jan Yi nhưng không thành. Mọi nơi đều cho rằng Jan Yi đã nghỉ việc rất lâu rồi. Mà ngành marketing lại phải đi kịp thời đại thì mới làm ăn ra ngô ra khoai được. Cho dù Eun-ho có đứng ra dùng mối quan hệ của mình thì cũng không công ty nào chấp nhận. Bên này Haejin cũng không được Seo-jun tha thứ vì chuyện say rượu hôm trước. Seo-jun thẳng thừng không nhận cuộc gọi của Haejin. Đơn giản là vì khi qua nhà anh, cô đã xả cho căn phòng nồng nặc mùi mực và cá. Họ chỉ là mối quan hệ đối tác làm ăn chứ không phải bạn bè gì cả. Nên hành động như vậy rất là thiếu lịch sự. Đã vậy, Seo-jun còn hỏi Haejin rằng cô bị người ta đá do uống quá nhiều rượu hay là bị người ta đá rồi mới bắt đầu uống nhiều rượu. Những ngày sau đó, Haejin đã phải mất rất nhiều thời gian đeo bám Seo-jun. Tuy rằng mối quan hệ đối tác vẫn giữ nguyên trên hợp đồng nhưng Haejin quyết phải làm hài lòng đối tác vì muốn hai bên làm việc vui vẻ. Seo-jun đã tức giận chuyện bữa trước rồi mà giờ lại cảm thấy càng phiền phức hơn. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Trong cuộc họp, khi mọi người đang đề cập việc chuyển bộ phận cho Jan Yi thì giám đốc Ju-sun lại đề nghị sa thải cô. Chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao lại phải chấm dứt hợp đồng với một nhân viên chăm chỉ như Jan Yi cơ chứ? Tới tận lúc này mọi người mới biết rằng học vấn của Jan Yi không chỉ dừng lại ở cấp 3. Jan Yi từng là một nhà viết quảng cáo nổi tiếng. Trước đó cô từng phải nghỉ việc để làm nội trợ. Dù có năng lực nhưng chuyện giấu nghề là không thể chấp nhận được. Đây là một công ty có tổ chức chứ không phải là một cái chợ mà thích giấu nghề là giấu. Ra khỏi cuộc họp, ánh mắt của Jong A và Ji Hong cũng không ngừng hướng đến Jan Yi. Lúc này Jan Yi còn chưa biết gì, vẫn vui vẻ làm công việc của mình. Nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này, Jong A đã tới góc phòng nói cho Jan Yi biết chuyện mọi người đã biết bí mật của cô. Jan Yi thất thần quay về chỗ ngồi. Khó khăn lắm mới kiếm được việc làm mà bây giờ lại thành ra như thế này. Trước khi mọi người đưa ra quyết định, Jan Yi đã tới văn phòng của Jaemin. Jan Yi nói với Jaemin rằng cô không có gì để biện minh vì chuyện cô sai là thật. Thế nhưng Jan Yi vẫn mong Jaemin cân nhắc vì cô rất yêu nghề. Cho dù đã từng nghỉ làm rất lâu và chẳng có công ty nào nhận, nhưng nếu có thể cô vẫn muốn sống thêm một lần nữa. Cô vẫn muốn tận tâm tận lực góp sức cho công ty để nó phát triển. Nhưng cho dù Jaemin đưa ra quyết định như thế nào, Jan Yi cũng chấp nhận mà không một lời oán trách. Cuối cùng không kìm được những giọt nước mắt, Jan Yi chỉ có thể trốn vào nhà vệ sinh khóc không ngừng. Mặt khác, thanh niên số nhỏ Park Hoon lại một lần nữa bị bón hành. Hóa ra mẹ của Ji Jun đã đuổi cô ra khỏi nhà nên cô phải tới nhà anh ở tạm. Vì chính Park Hoon là người đã khiến bà tức giận nên anh phải chịu trách nhiệm. Thế quái nào Park Hoon giúp đỡ Ji Jun mà giờ lại đổ lỗi cho anh? Kết quả Park Hoon bị đuổi ra khỏi chính căn nhà của mình. Park Hoon phải ngủ trong phòng xông hơi với suy nghĩ tại sao mình lại bị đuổi cơ chứ. Hôm sau Jan Yi vẫn tiếp tục công việc của mình. Nhưng giờ đây mọi người trong công ty đã biết tới năng lực của cô nên chẳng ai dám sai bảo như trước. Mọi người đều tỏ ra khá ngại ngùng với cô. Điều này khiến Jan Yi cảm thấy vô cùng mất tự nhiên. Thế mà lại có một biến căng xảy ra trong văn phòng. Ju-sun tức giận với nữ cấp dưới vì không báo với nhóm hỗ trợ ngừng gia hạn hợp đồng. Kết quả làm xưởng in thêm 5.000 bản. Vì bị chửi quá nhiều nên cô ta đã quay sang đổ lỗi cho Jan Yi. Rõ ràng đã báo với Jan Yi rồi mà cô ấy không làm theo. Jan Yi bị đổ oan lại không dám lên tiếng bảo vệ quyền lợi của mình. Không may hôm nay Eun-ho có bài giảng ở trường đại học nên không có mặt ở đây.
Những đồng nghiệp khác nhìn Gian Y với ánh mắt đầy suy tư khiến cô cảm thấy vô cùng áp lực, một cảm giác xa lạ mà trước nay chưa hề nghĩ đến. Cuối cùng cô buộc phải viết đơn xin nghỉ việc ngay trong ngày. Sau đó Gian Y ôm đồ chào mọi người trước khi rời đi. Phải nói là Gian Y đen từ đầu phim tới cuối phim. Sau khi biết chuyện, Eun Ho tức tốc chạy tới trạm xe buýt. Anh chỉ có thể ôm cô vào lòng để an ủi, nhất định sẽ có công việc mới tốt hơn ở đây nhiều. Những ngày sau đó, Eun Ho ở nhà chơi đùa cùng Gian Y, mong cô sớm vượt qua nỗi đau này. Cả hai dành thời gian cho nhau và làm những việc mà những người yêu nhau thường làm. Bên này, Haejin vẫn chưa từ bỏ việc bám lấy Seo Jun để cầu xin sự tha thứ. May thay lần này đã gãi đúng chỗ ngứa của anh. Vậy nên cả hai mới có dịp nhậu chung để bàn về chuyện tình của Eun Ho và Gian Y. Hôm sau, Gian Y cuối cùng cũng đã tìm được một công việc mới. Đó là làm marketing ở một công ty tư nhân nhỏ. Không ngờ ngày đầu tiên đi làm tại đây, Gian Y đã gặp phải một nữ đồng nghiệp đang vật lộn với công việc. Nữ đồng nghiệp nói với cô rằng hãy rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Lượng công việc quá nhiều mà đồng lương thì chẳng được bao nhiêu. Khó khăn lắm mới có việc, đương nhiên Gian Y sẽ không bỏ qua công việc này. Chỉ trong ngày đầu làm việc, Gian Y đã bị bón hành sấp mặt. Tối đến về tới nhà, Gian Y trực tiếp nằm ra sàn vì quá mệt mỏi. May thay ngày mai đã là cuối tuần nên vẫn được nghỉ 2 ngày. Gian Y chỉ có thể ôm Eun Ho vào lòng để bản thân được an ủi phần nào. Ngày hôm sau, trong lúc Eun Ho ra ngoài, Gian Y tranh thủ dọn dẹp phòng ốc. Khi dọn trên gác mái, Gian Y thấy một thùng giấy có chứa bản thảo. Hóa ra đó là những bản thảo của thầy Kang đã để lại, cùng với đó là cuốn nhật ký được viết cách đây mấy ngày. Quả nhiên là một nhà văn như thầy Kang có khác, viết nhật ký thôi mà cũng hay quá trời. Càng đọc, Gian Y lại càng khóc lớn. Cách đây mấy ngày ông có viết rằng Eun Ho đã đến chăm sóc mình. Ông cho rằng Eun Ho là một người có tài và có đức. Eun Ho về nhà thấy Gian Y khóc lớn thì cũng vô cùng khó xử. Gian Y cũng đã đọc được những thứ này mất rồi. Từ lâu thầy Kang đã mắc bệnh Alzheimer. Thế nhưng ông không muốn mọi người và truyền thông biết được chuyện này. Eun Ho đã giúp ông giấu kín sự việc. Dù là thầy trò nhưng thầy Kang đã sớm coi Eun Ho như một người con trai. Vì Eun Ho giúp thầy Kang giấu kín chuyện này nên nhiều người hay lầm tưởng xấu về anh. Eun Ho chấp nhận mọi chỉ trích và sống đúng bổn phận của mình. Đến giờ Gian Y mới biết được Eun Ho đã chịu đựng tất cả chuyện này. Gian Y nghẹn ngào ôm lấy Eun Ho vào lòng mình rồi khóc lớn. Ngày hôm sau, Eun Ho đến gặp Haejin trong một quán cà phê. Ai đó đã gửi cho công ty một bản tiểu thuyết về anh hùng. Nét bút và kiểu cách đều giống hệt như cách thầy Kang đã từng làm. Rốt cuộc đây có phải thầy Kang hay không? Nếu không thì ai đã giả mạo thầy Kang cơ chứ? Chỉ có thông tin liên lạc duy nhất là email nên Eun Ho nhanh chóng liên hệ. Eun Ho muốn gặp để trao đổi riêng về tập bản thảo. Eun Ho không biết rằng người đằng sau màn hình chính là Seo Jun. Seo Jun làm chuyện này vì muốn biết rõ lai lịch của thầy Kang. Biết Eun Ho là người duy nhất biết chỗ ở của thầy Kang nên Seo Jun mới làm vậy. Mà công việc của Gian Y cũng chẳng được suôn sẻ cho lắm. Hàng ngày đã bị bón hành sấp mặt rồi lại còn không được giám đốc chấp thuận ý kiến nêu ra. Gian Y phát hiện rất nhiều tài liệu liên quan tới việc ăn cắp bản thảo. Thậm chí dịch giả còn sao chép từ các cuốn sách khác nhau. Gian Y một lần nữa báo cho giám đốc nhưng ông ấy lại làm ngơ. Ông nói cô hãy làm cho tốt việc của bản thân, đừng có rảnh rỗi xin nông nỗi. Nghĩ đến khoảng thời gian làm việc tại Gyoru khiến cho Gian Y không thể không buồn. Dù chỉ làm việc có mấy tháng ngắn ngủi nhưng cô đã cùng họ trải qua biết bao nhiêu thăng trầm. Gian Y thẳng thừng viết đơn xin nghỉ việc. Đây là hành vi ăn cắp và gian lận nên Gian Y cảm thấy rất hổ thẹn với lương tâm. Dù cho có thất nghiệp, cô vẫn sẽ không làm trái với đạo đức của mình. Mới rơi vào trạng thái thất nghiệp thì bỗng dưng thần tài đến. Không ngờ Jaemin lại chủ động tới tìm Gian Y với mong muốn nhận cô vào làm việc. Bởi lẽ Gian Y đã được giải nhất trong cuộc thi sáng tạo của công ty. Biết không thể lãng phí một nhân tài thế này nên Jaemin mới làm như vậy. Jaemin còn chủ động đề nghị tăng lương 200% cho Gian Y. Đúng là niềm vui ập đến thật bất ngờ mà. Sau khi biết tin, cặp đôi hoàn cảnh đã đứng chờ sẵn ở thang máy để chào mừng Gian Y quay trở về. Thế mà lại bắn nhầm pháo chúc mừng chúng người giám đốc Ju-sun mới đau cơ chứ. Tiếp đó hai người lại bắn nhầm pháo vào người Jaemin. Cuối cùng Gian Y cũng quay về công ty dưới sự chúc mừng của toàn bộ nhân viên. Mọi người trong công ty ai cũng quý mến Gian Y. Không những vậy, giờ đây Gian Y đã trở thành cấp trên của họ. Cô nhân viên từng đổ oan cho Gian Y đã chủ động xin lỗi cô. May mà Gian Y dễ tính nên đã chấp nhận lời xin lỗi. Lúc này Eun Ho đang ngồi đàm đạo với Seo Jun nên không chứng kiến được cảnh này. Eun Ho lấy ra tập bản thảo ngày hôm qua Haejin đã đưa anh. Eun Ho tin chắc rằng chính Seo Jun là người đã viết ra tựa đề này. Bởi Seo Jun chính là cậu con trai đã mất liên lạc từ lâu của thầy Kang. Ý nghĩa của cái tên 23 tháng 4 chính là ngày sinh của Seo Jun. Đồng thời cũng chính là ngày mà Seo Jun rời bỏ thầy Kang. Seo Jun đã khóc vì quyết định năm xưa của mình. Thế nhưng bây giờ hối hận đã quá muộn. Khi Seo Jun cùng Eun Ho đến nhà của bố mình thì ông đã ra đi. Eun Ho nhẹ nhàng nắm lấy tay của Seo Jun rồi đặt lên tay thầy Kang. Coi như trước khi rời xa nhân thế, thầy Kang đã được gặp con trai mình lần cuối. Hai người mặc đồ đen đứng tưởng niệm mong thầy Kang sẽ ra đi thanh thản. Ký ức của ông sẽ gắn mãi trong tiềm thức của họ. Khi cuốn sách 23 tháng 4 được công bố, mọi người mới biết sự thật. Hóa ra tất cả mọi người đều đã trách lầm Eun Ho. Thật ra Eun Ho chỉ là học trò của thầy Kang. Bởi thầy mắc chứng Alzheimer nên Eun Ho mới phải giữ kín chuyện này. Tới khi thầy Kang ra đi, sự thật mới được công bố. Sau chuyện này, Seo Jun mới nhận ra tình cảm của mình dành cho Haejin. Có lẽ trong tương lai hai người họ sẽ có một bước ngoặt mới. Kết thúc phim, cả công ty đi ăn một bữa no nê tại nhà hàng. Họ tự hào với nhau rằng mình là người xuất bản sách mang đến giá trị tinh thần cho người đọc.
Eun Ho nắm chặt tay Jan Yi trước mặt đồng nghiệp thân thiết trong công ty, tuyên bố với họ rằng hai người yêu nhau một cách công khai. Thế là nam chính và nữ chính đã có thể sống bên nhau một cách hạnh phúc rồi. Thật là một chuyện tình công sở quá là đẹp. Bộ phim đến đây cũng đã hết rồi. Nếu thấy hay thì để lại cho mình một like và đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình có thể phát triển hơn nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video sau. Bye bye. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.